Thời gian qua, các doanh nghiệp Hưng Yên đã tận dụng và khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, qua đó mở rộng thêm một số thị trường nên giá trị các mặt hàng xuất khẩu đều tăng. Ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và các nước EU, từ đầu năm 2022, công ty mây tre xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên đã có đơn hàng xuất sang Mexico. Đây là một trong các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Nhờ vậy, không chỉ đa dạng thêm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà doanh thu của công ty cũng tăng hơn năm trước. 8 tháng năm 2022, doanh thu của công ty đạt 8 triệu đô la Mỹ, tăng 3 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2021. Cái lợi thế lớn là công ty chúng tôi chủ động được nguồn nguyên liệu như mây tre nứa là 100% xuất xứ từ Việt Nam và chúng tôi đều sử dụng cái nguồn lao động đến từ địa phương. Từ trước là chúng tôi đã có những cái đối tác là cái thị trường ở trong FTA rồi. Và nhưng từ khi gia nhập FTA thì cái xu hướng doanh số từ những cái thị trường đó nó đều tăng, cái nhu cầu tiêu dùng từ những thị trường đó đều tăng trưởng. Ví dụ như là Nhật, Hàn, Canada và Mỹ. Thậm chí chúng tôi có những cái cơ hội xuất khẩu đến những thị trường mà từ trước đến nay chưa từng xuất khẩu như là Mexico. Với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 của Hưng Yên thì từ lâu đã tận dụng lợi thế để chủ động khai thác tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Bởi nguồn gốc sản phẩm dồi dào, tính minh bạch cao, môi trường làm việc tốt, bên cạnh đó là công nghệ hiện đại và có bề dày kinh nghiệm. Nhờ có Hiệp định Thương mại Tự do FTA và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, chúng tôi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, bắt đầu xuất khẩu ở các quốc gia và khu vực bởi nhu cầu hàng hóa tăng cao. Công ty đang hướng tới việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu. Trong tương lai, chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh đi đầu tại châu Á trong tập đoàn Panasonic. Đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên, đơn vị chuyên làm các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa cho biết, để khai thác tốt và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, doanh nghiệp xuất khẩu tại Hưng Yên cần phải nắm rõ luật thương mại quốc tế và thích ứng nhanh trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp cần phải chú trọng nâng cao về việc tìm hiểu các cái thông tin về các cái hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, phải chú trọng nâng cao cái năng lực quản trị, nâng cao cái tính minh bạch. Minh bạch ở đây có nhiều lĩnh vực như về nguồn nguyên liệu, nhân công lao động, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cũng như là đảm bảo các cái yêu cầu về chất lượng sản phẩm đối với các thị trường chúng ta đã ký kết và tham gia vào FTA. Cơ hội luôn đi cùng với thách thức, nhất là thách thức về việc chủ động và kiểm soát, truy xuất nguồn nguyên liệu đang là những điểm yếu mà các doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên xuất khẩu hàng theo tiêu chuẩn các hiệp định thương mại tự do FTA cần khắc phục.